Rồi, cùng bắt đầu với topic ngày hôm nay nhá. Topic của ngày hôm nay chúng ta là một topic cũng tương đối thú vị đúng không nào? Đó là singing. Nếu mà đi thi á, một số bạn mà kiểu chẳng lẽ chưa hát bao giờ hoặc là không thích hát thì không thích âm nhạc ấy, mà gặp cái chủ đề này chắc là sẽ toát mồ hôi đấy. Bởi vì singing kể cả mình có là người tham gia vào việc gọi là hát hò đi chơi nhạc đi thì để nói về nó cũng không dễ đâu. Nếu như chúng ta muốn nói hay, muốn nói nhiều thông tin về nó thì chúng ta phải tìm hiểu và coi singing và music như là một cái topic lớn. Và chúng ta sẽ mất một chút thời gian để tìm hiểu các cái thuật ngữ liên quan nữa. Ví dụ như là ca sĩ ngoài singer ra có gọi là cái gì nữa không? Các cái kỹ thuật khi mà người ta hát gọi là tên tiếng Anh nó là gì? Hoặc là các cái thể loại nhạc tên tiếng Anh của chúng nó là gì? Đúng không nào? Cũng như là những cái vai trò của việc ca hát hoặc là của âm nhạc đối với sức khỏe của mình chẳng hạn, hoặc mình bị ảnh hưởng bởi âm nhạc như thế nào đúng không? Thì những cái phần đấy nó khá là rộng, khá là vô cùng, và mình nghĩ thực sự là trong cái thời gian khoảng 30 phút của mình thì mình đã không thể nào mà hướng dẫn mọi người đầy đủ những cái nội dung như vậy được. Và thế nên là trong cái bài hôm nay mình sẽ tránh đi sâu vào chi tiết, đi sâu vào những cái nội dung phức tạp, và mình sẽ trả lời cái topic singing này theo cái quan điểm cá nhân của mình nhá. Thì thực sự bản thân mình cũng là người khá thích hát. Mình thích hát từ ngày bé, mình thích hát vui thôi. Ngày xưa hay hay bị cô giáo bắt đứng lớp vì ngồi hát trong giờ ấy, như kiểu mình cứ ngồi làm bài xong mình hát hát, nên là các bạn xung quanh bị phiền, trong các bạn nách cô ấy, là mình bị đi đứng lớp. Ok, mọi người thì sao? Mọi người thích hát không? Chắc chắn là mình sẽ có thể thấy nhiều người là người thích hát ở đây. Mình không quan trọng mình hát hay hay hát dở đúng không nào, mình thích thì mình hát thôi. Và cái việc hát hoặc là âm nhạc, hát nói riêng hoặc âm nhạc nói chung sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn theo một cái cách mà chúng ta nhiều khi chúng ta không hề nhận ra, nhưng mà những lúc mà chúng ta có tâm trạng buồn thậm chí hoặc là vui mình đều có thể nghe nhạc đúng không nào. Và khi mà chúng ta vui khi chúng ta buồn nghe nhạc nó sẽ đều cảm thấy nó hay hơn là khi mà chúng ta đang không có một cái tâm trạng cụ thể nào đúng không. Ok rồi, thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào topic của ngày hôm nay là singing. Mình sẽ trả lời những câu hỏi trong topic này với tư cách là một người thích hát và một người cũng có biết hát một chút xíu thôi. Thế nên là nếu như mọi người là những người không biết hát hoặc là những người không hoàn toàn không thích hát, ok, thì mọi người có thể cùng mình trả lời những cái câu hỏi ở trong này. Mình trả lời theo dạng là thích hát, còn các bạn trả lời theo dạng là không thích hát cũng được. Mình sẽ chữa cái phần trả lời đấy của các bạn, ok. Nhưng mà với điều kiện là người phải comment phần chat nữa thì mình mới nhìn thấy mình chữa được. Ok, bắt đầu luôn nhá. Chúng ta có 4 câu hỏi. Do you often sing? When do you like to sing? How much time do you spend singing every day? And what kinds of music do you like to sing? Mọi người có thể thấy là 4 câu hỏi này nó hoàn toàn là có liên quan đến nhau đúng không? Nó có một cái sự gì đấy liên hệ với nhau. Và thật ra thì 4 cái câu hỏi này có thể gộp lại là một đúng không? Mọi người có thể trả lời riêng 4 câu này xong gộp lại là một, là mọi người có một câu trả lời khá là dài cho một câu hỏi trong Speaking Part 1 đúng không? Nhưng mà trong bài hôm nay thì để có thể chữa cho mọi người nhiều nhất có thể, mình sẽ không gộp những cái câu hỏi này lại đâu. Mình sẽ trả lời riêng từng câu một nhé. Rồi, do you often sing? Có hay thường xuyên hát không? Thì mình là mình rất hay thường xuyên hát. Mọi người, mình nghĩ là cũng nhiều người thường xuyên hát giống như mình. Thường xuyên đến mức là hàng ngày luôn ấy. Có ai ở đây là chắc chắn với mình là một ngày, có một ngày nào đấy là mình không hề hát một chữ nào không? Nhiều khi chúng ta kiểu đang làm cái công việc gì đấy mình tự nhiên lại ngân nga một cái giai điệu mà mình đang đang có trong đầu ấy, thì cái điều đấy đều rất là bình thường, cá nhân mình cũng thế thôi. Và mình phổ biến nhất là mình hay hát hát lúc mình nghe nhạc này, mình nghe thấy bài hát mình hát theo này, hoặc là lúc mình đang tắm thì mình sẽ hát, mình nghe nhạc trong lúc tắm thì mình sẽ hát, hoặc là lúc mình đi xe trên đường ấy mình cũng 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 hát, đeo khẩu trang vào hát to lên chẳng ai để ý gì cả. Ok, rồi, đây là câu trả lời của mình. Do you often sing?
I'm in love with music, and singing is, without a doubt, a hobby of mine. I tend to sing along whenever I hear my favorite song on the radio. Surprisingly, despite my poor memory, I can remember the lyrics of countless songs, both in Vietnamese and English. Okay? Bạn có thường xuyên hát không? Thì mình sẽ trả lời là mình rất là yêu âm nhạc, và việc hát thì không có nghi ngờ gì là một cái sở thích của mình. Ok, without a doubt có nghĩa là không có nghi ngờ gì. Alright, chúng ta có thể dùng cụm từ to be in love with something nhé. To be in love with something, nó bằng với like, nó bằng với love. Ok. I tend to sing along whenever I hear my favorite song on the radio. Tôi thường hát theo, sing along là hát theo. Tôi thường hát theo bất cứ khi nào tôi nghe được cái bài hát yêu thích của mình trên đài. Ok. Bây giờ thì cũng ít người dùng đài ha, nhưng mà cái cụm từ on the radio này nó không hẳn là chỉ nói về các cái âm thanh phát ra từ đài đâu nhá. On the radio này mình cũng đã từng thấy người ta sử dụng, có nghĩa là khi mình nghe thấy bài hát của mình được phát ra qua loa ấy, qua một cái phương tiện nào đấy, mình bất chợt mình nghe thấy một cái bài hát thì mình cũng thể nói là hear the songs on the radio. Surprisingly, okay, surprisingly, rất là bất ngờ là bất chấp cái trí nhớ không tốt của mình, despite my poor memory, bất chấp cái khả năng nhớ kém của mình, thì mình có thể nhớ được cái lời bài hát của rất nhiều bài hát, countless songs, là nhiều đến mức mình không thể đếm được. Các bài hát này là cả bài hát tiếng Việt lẫn bài hát tiếng Anh. Không biết có ai giống mình ở cái điểm này không? Đấy là có những bài hát mà mình nhớ lời á, mình có thể hát theo gần như là từ đầu đến cuối, nhưng mình không thể nhớ tên, mình không biết tên nó luôn ấy. Chắc là kiểu đi đường xong rồi bị nghe nhiều quá ấy, thì cái từ, cái giai điệu nó nhập vào đầu, mình cứ nhớ, mình có thể hát theo được thôi, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ đi tìm xem bài hát tên đấy tên là gì và ai hát. Ok, rồi, thế thì chốt lại một chút là đây là một câu hỏi rất đơn giản. Mọi người có thể trả lời nó trong vòng 1 đến 2 câu. Ví dụ như là yes, although I'm not a very good singer, or although my singing voice is not very good, mặc dù cái giọng hát của mình chưa không tốt, nhưng mà I often sing to myself, tôi thường tự hát cho bản thân nghe. When I'm in the shower, khi mà tôi ở trong phòng tắm, or when I'm on the road, hoặc là khi mình đang đi đường, chẳng hạn như vậy. Ok. Rồi, cái phần này thì không cần cầu kỳ nhá, và cũng không cần mọi người phải bắt chước giống mình đâu. Đây là mình trả lời theo cái cảm nghĩ của bản thân mình thôi. Alright. Ok. Câu trả lời của mình hoàn toàn có thể dừng ở sau cái từ radio này, và nó vẫn là đạt yêu cầu. Ok, vì câu hỏi này nó đơn giản quá, nó không có gì mình nói nhiều về nó cả. Ok. Next question, when do you like to sing? Như mình nói lúc nãy á, mình hay hát, tự hát cho bản thân nghe. Lúc mình đi trên đường này, đi làm, hoặc mình đang đi từ nhà đến chỗ làm, hoặc đi từ chỗ làm về nhà. Hoặc là khi mình tắm thì mình hay nghe, hay hát. Ok, thì đó, mình sẽ đưa hai cái thông tin đấy vào trong câu trả lời của mình. In general, I sing wherever and whenever I can. Nhìn chung thì tôi hát ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào mà tôi có thể. But my favorite place for singing, nhưng mà cái chỗ tôi ưa thích để cho việc hát, hoặc là cái chỗ mà tôi thường hát, is definitely in the shower, chắc hẳn là trong phòng tắm. Ok. Phòng tắm thì mọi người thường dùng là bathroom đúng không? Nhưng mà mình nói thẳng là in the shower, có nghĩa là trong phòng tắm và cái lúc đấy mình đang tắm luôn. I think most people can relate to that. Tôi nghĩ là hầu hết mọi người đều có thể gọi là đồng cảm với cái việc này, đều có thể nhìn thấy bản thân mình ở trong cái hành động này, đúng không? Mình nghĩ là nhiều người khác cũng giống mình. Alright, thì mình nói là I think most people can relate to that. Bên cạnh đó, besides,
Once in a while, bên cạnh đó, thỉnh thoảng, on certain special occasions, vào những cái dịp đặc biệt, I get together with my band to perform as a vocalist. Tôi thường tụ tập với cái ban nhạc của mình để biểu diễn với tư cách là một gọi là ca sĩ đi. Thì mọi người hiểu như này cho mình. Trong một band ban nhạc ấy thì có những người chơi nhạc cụ và thường sẽ có ca sĩ chính, đúng không? Thì cái người hát chính đấy, nếu mà mình có thể, người Việt mình thì hay gọi người ta là ca sĩ. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét là vai trò của cái người đó ở trong ban nhạc ấy, thì cái vai trò của nó người ta gọi là vocalist, là cái người hát. Ok, mình chỉ gọi người ta là người hát thôi chứ không gọi người ta là ca sĩ nhé. Alright, bởi vì mình đang nói đến vai trò của người ta trong ban nhạc. Chẳng hạn như là trong ban nhạc thì có những cái vai trò gì ạ? Có người hát này, có người chơi guitar lead này, có người chơi guitar bass này, có người chơi trống này, có người chơi keyboard này, chẳng hạn như thế. Ok, thế thì đấy là lý do vì sao mình phải dùng từ vocalist trong trường hợp này, mình sẽ không dùng từ singer. Ok, singer là chỉ những cái người mà hát một cách chuyên nghiệp để kiếm tiền ấy, thì chúng ta gọi người ta là singer, là ca sĩ. Còn nếu mà mình đang nói đến vai trò của người trong một ban nhạc với tư cách là người hát thì mình sẽ dùng từ vocalist. Ok, rồi mình lướt lại câu hỏi một lần nhé, lướt lại câu trả lời một lần nhé. In general, I sing wherever and whenever I can, but my favorite place for singing is definitely in the shower. I think most people can relate to that. Besides, once in a while, on certain special occasions, I get together with my band to perform as a vocalist. Okay, good enough? Alright, how about you? When do you like to sing? Comment to the chat and I will check it later, okay? Xem nào, gợi ý mọi người nhỉ? Để gợi ý mọi người thì mình sẽ phải nghĩ về những cái chỗ khác mà mọi người thường hát. Mọi người có thể thường hát ở đâu rồi không nhỉ? Ví dụ như là với các bạn học sinh đúng không? Thì các bạn có thể hát ở trong music class đúng không? Ở trong cái lớp học hát của mọi người, lớp học âm nhạc của mọi người. Hát ở đâu nữa? Có cái dịp gì mà người ta thường hát không? Ở Việt Nam mình. Nếu như mọi người... nếu mọi người là người, có ai ở đây là người Bắc Ninh không? Ở Bắc Ninh có hội lim ấy, mình được đi hội lim một lần thôi. Mình đi chơi. Hội lim là thường được diễn ra sau Tết, và hội lim là cái là hội mà kiểu mình đi đâu cũng thấy người ta đang hát quan họ ấy, cứ thấy chỗ nào đông người là y như rằng ở đấy người ta đang hát quan họ. Ok, thì đấy cũng là một dịp đặc biệt mà người ta hay hát. Còn ngoài ra thì mình nghĩ là cũng đúng. À, học sinh thì có hát chào cờ đó đúng không? Có hát chào cờ. Thì nếu có thể đưa cái đấy vào câu trả lời thì mình nghĩ nó cũng sẽ khá là hay. Nó là một cái ceremony đúng không? Đấy là một cái nghi lễ. Cái school ceremony, nghi lễ. Cái nghi lễ này mình không nói biết chào cờ tiếng Anh là gì. Thì ok, mình không đề cập đến cái việc đấy, mà mình sẽ chỉ mô tả cái công việc chào cờ đấy theo cái cách hiểu của mình thôi. Thì mình biết đó là một cái nghi lễ đúng không? Thế thì đấy là một cái ceremony này. Nó diễn ra vào sáng thứ hai hàng tuần đúng không? Ok, với sự tham gia của giáo viên và tất cả các cái sinh viên, các cái học sinh trong trường. Thì trong cái buổi đấy chúng ta phải hát quốc ca. Quốc ca nó có từ là National Anthem. Nếu mọi người chưa biết từ này, mọi người tra giúp mình nhé. Ok, đấy, thì mọi người có thể nói cái đấy. Mình thì mình không thích hát lắm, nhưng mà hàng tuần vào sáng thứ hai thì mình vẫn phải hát. Bởi vì đấy là một cái ceremony có sự tham gia của thầy cô và tất cả các học sinh khác trong trường. Và trong cái buổi ceremony đấy thì mọi người sẽ cùng nhau hát quốc ca. Ok, rồi bây giờ mình chuyển sang phần tiếp theo nhé. Mọi người nào chưa kịp ghi thì mọi người cắt màn hình giúp mình. How much time do you spend singing every day? Một ngày bỏ ra bao nhiêu thời gian để hát? Ôi giời ơi, làm sao mà chúng ta nhớ được đúng không nào? Thế nên là câu này mình, mọi người cũng chỉ trả lời một cách gọi là khái quát giúp mình thôi, khoảng thôi. Nếu như ai là người không thích hát và chỉ hát giờ chào cờ ấy, thì đấy, mình cũng chỉ bận, mọi người bảo giúp mình là một tuần mọi người chỉ hát trong khoảng 5 đến 6 phút khi mọi người hát quốc ca thôi. Sau đấy thì mọi người cũng chả hát bao giờ nữa. Ok, còn mình thì mình hay hát đúng không? Như lúc nãy mình nói này, là mình hát
khi mình đi đường và mình hát ở trong phòng tắm, thế nên mình có thể tính khoảng khoảng cái mức thời gian ra. Thì đây sẽ là câu trả lời của mình, ngắn thôi. It's hard for me to say, probably around 10 to 15 minutes when I'm in the shower. I also sing when I'm on the way to work and back home from work. So it's about 30 minutes more. Okay. Khá là khó nói là một ngày mình hát bao nhiêu phút. Nhưng mà chắc là khoảng 10-15 phút khi mình tắm. Và mình cũng hát khi mình đang trên đường đến chỗ làm hoặc là đang trên đường về nhà từ chỗ làm, back home from work. Nên là sẽ là khoảng thêm 30 phút nữa. Ok, tức là tổng cộng mình sẽ hát một ngày hát khoảng 40-45 phút. Ok. It's hard to say, probably around 10 to 15 minutes when I'm in the shower. I also sing when I'm on the way to work and back home from work, so it's about 30 minutes more. Ok, câu này câu straightforward, rất bình thường, mình không có cần mọi người phải dùng cấu trúc gì hay là từ vựng gì phức tạp trong câu này, bởi vì nội dung cái câu hỏi này nó quá là đơn giản đi. Ok, và mọi người nhớ mình duy trì cái cách tư duy như vậy đối với cái câu hỏi speaking cho mình. Câu nào đơn giản, trả lời tự nhiên, thoải mái ra. Câu nào mà nó bắt đầu nó không có tính cá nhân, tức là người ta không hỏi cá nhân mình, hoặc là người ta bắt đầu hỏi ý kiến, hoặc là người ta bắt đầu đề cập đến những cái vấn đề nó rộng hơn, nó bao quát hơn một chút, thì lúc này mình mới cần phải suy nghĩ để sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cho hợp lý. Được chưa nào? Ok, các bạn nhìn câu này giúp mình nhá. Mình sẽ chuyển sang câu sau. What kinds of music do you like to sing? Cái slide này thì mình đã có sẵn hai cái từ mà mình muốn mọi người sử dụng trong trường hợp này rồi. Catchy. Thì từ catchy có nghĩa là gì ạ? Là bắt tai, cái âm nhạc bắt tai. Nhà của ca sĩ nào thì thường là bắt tai. Nhạc Sơn Tùng bắt tai, đúng không? Mình rất là thích Sơn Tùng, mình cũng đã làm nguyên một bài nói về Sơn Tùng rồi. Hoặc là nhạc của gần đây thì có Jack ha. Nhạc của Jack thì một số bài cũng khá là bắt tai, mình công nhận điều đấy. Và tính từ thứ hai mình có thể sử dụng trong trường hợp này đó là pleasurable. Pleasurable có nghĩa là pleasant, hoặc là có nghĩa là pleasing, dễ chịu, vừa lòng, mình hài lòng với nó. Pleasurable. Ok, nào, với câu hỏi what kinds of music do you like to sing, mình hay hát thể loại nhạc gì, thì rõ ràng là mình phải biết tên thể loại nhạc rồi, đúng không nào? Nhưng mà thể loại nhạc, rất may là thể loại nhạc trong tiếng Anh ấy nó cũng không quá phức tạp đâu, và tiếng Việt của mình cũng mượn khá là nhiều từ tiếng Anh. Ví dụ như là mình hay có dòng nhạc ballad, đúng không? Thì ballad là một cái từ mượn, mình có thể dùng nguyên cái từ ballad đấy này. R&B, đúng không? Một chữ R và chữ B ấy, mình chỉ cần nói được R&B thôi là người ta đã biết đấy là loại nhạc gì rồi. Nhạc rock, đúng không? Vẫn là từ rock đấy. Rap cũng thế. Thì đó, những cái kinds of music mình nghĩ là nó không khó với mọi người, bởi vì là những cái từ mà mình hay sử dụng tiếng Việt thì cũng đều là từ tiếng Anh sẵn rồi. Ok, thế thì mình đi vào trả lời luôn nhé. I enjoy singing pop songs because it's easier to memorize the lyrics. Đầu tiên là tôi thích hát những cái bài nhạc pop bởi vì là nó dễ hơn, nhớ cái lời của các cái bài hát này nó dễ hơn. Bởi vì nhạc pop lời nó đơn giản mà, nó cứ lặp đi lặp lại thế thôi mà, đúng không? Thế nên là nó dễ nhớ lời. The melody is also catchy. Cái giai điệu thì cũng rất là bắt tai, which makes the songs more fun to sing along. Ok, cái giai điệu cũng rất là bắt tai, và điều này nó khiến cho các cái bài hát này hay hơn khi chúng ta hát theo, vui hơn khi chúng ta hát theo. Ok, my favorite genre is ballad. Cái dòng nhạc mà tôi thích nhất là nhạc ballad. Thì genre này nó giống như kinds nhá. Genre sẽ giống với kinds. Và mình sẽ dùng từ genre khi mình nói về gọi là các thể loại phim, các thể loại truyện, hoặc là các thể loại nhạc. Ok. My favorite genre is ballad. Although it's quite challenging because of breath control and support, the songs are romantic and pleasurable to listen to. Cái câu này của mình nó vừa có cấu trúc phức tạp lại vừa có cái nội dung nó hơi cầu kỳ, nên mọi người tập trung vào đây một tí nhé. Mặc dù it's quite challenging, it's ở đây là ballad nhé. Mặc dù cái dòng nhạc này nó khá là
khó, bởi vì mình cần phải kiểm soát hơi thở cũng như là support trong quá trình mình hát. Thì đây là cái thuật ngữ khi mọi người hát nhé. Breath control là kiểm soát hơi thở, và support có nghĩa là mình dùng những cái cơ khác trong cái cơ thể của mình ấy. Ví dụ như là khi mình hát thì mình sẽ dùng phổi đúng không, thanh quản các thứ đúng không, cái mạch cái phổi của mình các thứ nó sẽ dần nằm dọc cơ thể mình như thế này. Thì trong quá trình mình hát, support có nghĩa là mình sẽ dùng những cái cơ như là cơ sườn hoặc là cơ bụng ở dưới này, hoặc là cơ cổ chẳng hạn này, để giúp cho cái việc sử dụng hơi nó đúng ý mình chẳng hạn. Lúc nào chúng ta dùng nhiều hơi, lúc nào chúng ta dùng ít hơi, ok, thì để chúng ta gọi là support. Đấy là thuật ngữ thôi, mọi người chỉ hiểu như vậy thôi là được rồi. Và nó không có nghĩa là hỗ trợ nhá, nó không có nghĩa là hỗ trợ, mặc dù là đúng cái từ này thì trong thuật ngữ về âm nhạc nó cũng mang tính chất là sử dụng những cái cơ để hỗ trợ cho việc hát, nhưng mà ở đây thì mình sẽ coi nó như là một cái thuật ngữ chuyên môn, được chưa? Although it's quite challenging because of breath control and support. Mặc dù là cái việc hát ballad nó khá là khó, bởi vì mình cần phải kiểm soát hơi thở cũng như là support bằng các cái bằng cũng như là áp dụng kỹ thuật support đi. Thì những cái bài hát ballad này thì rất là lãng mạn và nghe rất là dễ chịu. The songs are romantic and pleasurable to listen to. Okay, back to the beginning one more time. I enjoy singing pop songs because it's easier to memorize the lyrics. The melody is also catchy, which makes the song more fun to sing along. My favorite genre is ballad. Although it's quite challenging because of breath control and support, the songs are romantic and pleasurable to listen to. That's all. Ok, mọi người thì sao nào? Mọi người thích hát thể loại nhạc gì? Vì sao? Ok, nếu mọi người không biết vì sao nhé, mọi người có thể nêu ra được thể loại nhạc, nhưng mọi người không biết cách giải thích vì sao, thì cứ comment xuống phần chat, nếu như mình có thể mình sẽ cố gắng giúp mọi người đưa ra cái lời giải thích cho cái câu trả lời của mọi người. Ok, thank you very much. That'll be the end of the live stream session. And now we've move on to the Q&A part. Ok, nếu như mọi người có bất cứ cái slides nào, cái phần trả lời nào mọi người muốn mình show lại ấy, thì mọi người có thể hỏi mình trong phần Q&A nhé. Mình sẽ chiếu lại slide cho mọi người xem. Ok, thank you. Let's go. Q&A.